Hello, hello xèo tất cả anh em nhá. Thì mình là LTL đây, đẹp trai mới số 03 đến từ Bắc Giang. Ok, cảm ơn tất cả đã quay trở lại với kênh RGF NTN của mình nhá. Ok, hôm nay mình sẽ quyết định là quay lại cho anh em một cái clip siêu thú vị nữa nha anh em ơi. Thì trước khi vào clip ngày hôm nay thì anh em là yêu quý NTL, fan NTL đừng quên là giúp NTL một nút like nha. Và nhớ là xem từ đầu đến cuối clip này không tua nha anh em ơi. Thì ok anh em ơi, mình vừa mới ngủ dậy anh em ạ, nên đầu tóc mình hơi bù xù một xíu anh em ơi. Và hiện tại mình đang nhiệt anh em ơi. Nên nói chuyện nói chung là khá là khó nghe anh em ơi. Thì miễn là anh em xem từ đầu đến cuối clip này ủng hộ mình là mình vui rồi anh em ơi. Đấy, nói chung là hôm nay mình vừa cập nhật cái anh em mình vừa ngủ dậy cái anh em ơi. Thì mình thấy là Gana FIFA mình ra một cái sự kiện mới, đó chính là đây cho anh em xem luôn nha anh em ơi. Đấy, anh em thấy chưa? Gì sẽ danh anh em ơi. Đấy thì hiện tại là hôm nay là mùng 1 Tết anh em ơi, mùng 1 Tết Dương lịch năm 2024. Thì mình chúc tất cả anh em và gia đình anh em có một kiểu như năm mới thật là vui vẻ hạnh phúc nha anh em ơi, và đạt được những cái điều mình mong muốn nha anh em ơi. Ok. Thì đây cho anh em, nói mùng 1 thì cũng là một ngày gì sẽ danh anh em ạ. Đấy, gì sẽ danh sinh tồn nha anh em ơi. Anh em biết chưa? Đó thì hiện tại là có một cái chính là cái mốc, đó chính là anh em chơi xếp hạng 2024 nha anh em ơi. Đấy thì anh em sẽ có thể quy đổi được skin súng anh em ạ, anh em biết chưa? Đó, quy đổi được UMP đúng rồi, chim ưng bình minh, à chim ưng bình minh anh em ạ. Đấy anh em có 6 hiệu thì anh em sẽ đạt được đổi lấy cái khẩu súng này nha anh em ơi. Thì khẩu súng em một khẩu súng VIP rồi anh em ơi, huyền thoại rồi anh em ạ, bởi vì nó tăng hai tầm xa, một sát thương và giảm một băng đạn anh em ạ, quá mạnh thôi anh em ơi. Anh em bắn xa cũng mạnh và cộng thêm sát thương thì quá bá rồi anh em ơi. Đó thì anh em được 12 hiệu thì anh em sẽ đổi được một cái cũng gọi là một cái bình minh anh dũng anh em ơi. Đây là hình như một cái gì mình không biết anh em ơi, nhưng mà hình như nó hiện ở trên tên của anh em ạ. Đấy anh em, 4 hiệu thì anh em sẽ đổi được cái dù nha anh em ơi, 2 hiệu thì anh em sẽ được cái hành động cân tất anh em ạ. Đó thì tí đó mình sẽ hướng dẫn anh em, mà thôi mình hướng dẫn anh em luôn đi. Đấy, làm sao để anh em có thể đạt được anh em có thể đổi được khẩu UMP này. Đấy, đề khẩu MP thì mình chắc là rất là nhiều anh em thích đúng không anh em ơi. Với cả cái này anh em ơi, cái này thì anh em sẽ rất oai. Nhưng mà được cái này thì khá là khó anh em ạ. Anh em phải có thời gian anh em mới cày cái này anh em ơi. Thì nói chung là để được khẩu UMP này thì anh em ít nhất là anh em phải được 6 mùa anh em ơi. Được 6 mùa anh em lên danh huyền thoại anh em ạ. Đây, cho anh em thấy chưa, đây là mỗi một cái mốc này thì sẽ là một mùa anh em lên danh huyền thoại anh em ơi. Thì anh em sẽ nhận được một cái huy hiệu này anh em ạ. Đấy, cái huy hiệu để anh em có thể đổi được cái khẩu súng này anh em ơi. Thế anh em chỉ cần lên 6 mùa sinh tồn. Đấy, hoặc là anh em lên 6 mùa tử chiến. Ở trong năm 2024 thì anh em sẽ đổi được khẩu UMP này nha anh em ơi. Đấy, hoặc là anh em lên được 3 mùa sinh tồn, 3 mùa tử chiến được. Nói chung là cứ miễn là được một mùa huyền thoại trong sinh tồn hoặc tử chiến thì anh em sẽ được một huy hiệu nha anh em ơi. Còn nếu đổi được cái này thì anh em phải full tất cả một năm thì sẽ có tổng cộng là 6 mùa tử chiến và 6 mùa sinh tồn thôi anh em ơi. Đấy, bởi vì có 6 mốc này anh em ơi. Thì anh em phải cái full. Đấy, có nghĩa là anh em phải cái full sinh tồn với cả tử chiến. Thì anh em sẽ nhận được đó chính là cái này, cái 12 huy hiệu để anh em có thể đổi được nhanh anh em ơi. Và anh em không cái full thì anh em sẽ không nhận được nhanh anh em ơi. Còn hai huy hiệu thì anh em chỉ cần được hai mùa huyền thoại thôi anh em ơi. 4 huy hiệu thì anh em chỉ cần 4 mùa huyền thoại thôi, anh em cứ chia ra. Đấy, anh em thích nhau tử chiến anh em chơi 4 trận 4 mùa tử chiến thôi, anh em lên huyền thoại anh em đổi được rồi. Và anh em chơi 4 mùa sinh tồn lên huyền thoại anh em có thể đổi được rồi anh em ơi. Đấy, kiểu kiểu như vậy anh em ạ. Đấy, nói chung là anh em chỉ cần leo danh thôi. Đây là 4 mùa huyền thoại tử chiến hay là sinh tồn cũng được nha anh em ơi, thì anh em sẽ đổi được khẩu UMP đấy nhá. Tổng là 6 mùa nha anh em ơi, quên sorry anh em. 6 mùa nha, anh em cứ thể chia ra là anh em đeo 3 mùa danh huyền thoại đấy, 3 mùa danh tử chiến lên huyền thoại đó là anh em sẽ đổi được rồi. Nói chung là cũng khá đơn giản đúng anh em ơi. Đấy, nói chung là nhận thì cực kỳ đơn giản và anh em có kỹ năng là chắc chắn anh em sẽ nhận được rồi. Ok. Đấy, nói chung là mình nói sơ sơ quá rồi thì bây giờ mình sẽ quyết định là mình sẽ quay cái vòng quay thẻ bố ra nha anh em ơi. Thẻ bố ra gọi là tia chớp tử thần anh em ạ. Đấy, ok, mình sẽ quay luôn này anh em ơi. Đó, để xem liệu nó có ra không nha anh em ơi, xem liệu mình nhân phẩm của mình chín kim cương liệu có ra được cái thẻ Boja tia chớp tử thần hay không nhá. Rồi, hôm nay không có thần chú gì cả anh em ạ. Đấy, bởi vì hôm trước là mình hên xui rồi. Mình nghĩ là cái thẻ Boja này mình nghĩ khả năng cao mình quay phát cuối nó mới ra anh em, tin không? Mình nghĩ là rất cao nhưng mà đấy mình biết ngay mà. Ra đi. Trời ơi không ra luôn. Ok, phát này phải ra. Ra! Ui, trời ơi anh em chưa hên quá anh em ơi. May quá không phải quay đến phát cuối anh em ạ. Rồi ok, mình sẽ trang bị luôn thẻ bôi da nha anh em ơi, mình thì quay cái này nó hên hơn đấy anh em ạ. Mình thì quay cái này nó hên hơn là anh em mua thẳng đấy anh em ơi. Ok, anh em ui, cái bộ đồ này thì giống cái bộ đồ hồi xưa mình nhớ giống cái bộ đồ ma tốc độ thôi anh em ơi. Mình thì khá là giống anh em ạ. Ok, mình đã mở 13 lần thẻ bôi da rồi anh em ơi. Đấy. Rồi, ai mời vậy trời. Ok, mấy con bé này thì thôi khỏi cần anh em ơi. Rồi, để mình sẽ mua nha anh em, mình sẽ mua được tầm khoảng 50 huy hiệu thì xem được cái gì nha anh em ơi. 50 huy hiệu à? 50 huy hiệu thì được cái gì ta? À, 50 huy hiệu được cái quần thôi anh em ạ. Ok, với cả được bộ trang phục này nhanh anh em ơi. Đấy thì anh em phải hình như anh em phải nâng cấp lên anh em ạ. Anh em phải nâng cấp lên thì mới được cái bộ kia nhanh anh em ơi. Ok, mình sẽ mua luôn cái này cho nó giảm giá này anh em ơi. Đấy, mua thẻ bôi da được giảm giá nhanh anh em ơi. Ok, nhận tất cả lên level bao nhiêu đây? Rồi, ok, được bộ trang phục luôn kìa anh em ơi.
trang bị nhanh luôn này. Rồi ok, ui mở cái này cho không cần đi anh em ơi. Rồi được nhận tất cả anh em ơi. Đăng nhập vào FIFA anh được nhận này. Ok, tại là mình đã lên level 54 rồi nha, để mình xem mua được nữa không nào. Mình sẽ mua để mình mua full thẻ Boya nữa nha anh em ơi. Mua full thẻ Boya 700 huy hiệu à? 700 huy hiệu mua được 3 lần à? Mua được 3 lần. Ok, mua luôn, mua luôn. Mua luôn anh em ơi, làm sao mà phải xoắn. Nhận tất cả đó này. Ok, được 16 cái huy hiệu tia chớp này anh em ơi. Ok, trang bị luôn đi cho nó chất anh em ơi. Rồi, để mình xem là bao nhiêu huy hiệu tia chớp để mình đổi xem nào. Xem liệu được cái bộ đồ này chưa ra. Ui 150 cơ à? Khá là chát đấy anh em ơi, khá là chát đấy. Ui. Cả huy hiệu mùa trước cộng mùa này cũng tính luôn này anh em. Mình có 12 huy hiệu chứ mùa trước và 16 huy hiệu mùa này này. Ồ ngon. Bây giờ nó cho quy đổi kiểu này anh em ơi. Khá là ngon anh em ạ. Ok, thì nói chung là để mình nâng cấp tiếp nha anh em ơi. Mình sẽ nâng cấp phát nữa đi. Nâng cấp thêm một phát nữa nha anh em ơi. 700 à? 700 thẻ bôi da. Ok, nhận lên cái mức nào đây? Được cái hành động anh em ơi, được cái hành động gì đây đẹp này. Hành động ngồi ghế nha. Ui chất đấy nhỉ. Rồi, được cái katana mới. Ok, trang bị luôn anh em ơi. Hộp mật thư này, mở xem là được cái gì không? Huy hiệu thần long à? Ok, cái đấy mình cũng chưa hiểu là cái gì nha. Ok, mình đã đến mức 150 rồi anh em ơi. Bây giờ mình sẽ lấy cái này anh em ạ. Bây giờ mình sẽ quy đổi để cố gắng được trang phục này để mình test cho anh em nha anh em ơi. Ui, đây là cái hiệu ứng gì đấy? Ứng bắn súng à? Mình cả rút súng à thôi, cái này không cần đi. Mình quan trọng là mình thấy cái bộ đồ này nó đẹp này anh em ơi. Bộ đồ này thì nó xấu rồi, mình thấy cái bộ đồ này nó đẹp. Mình sẽ cố gắng đổi cái bộ đồ này nha anh em ơi. Rồi, mình sẽ mua đi. Có nên là mua thẳng như này không anh em nhỉ? À đây đây đây, hộp đây, đây đúng hộp rồi. Mình sẽ mua khoảng 11 hộp đây. 400 kim cương, 47 huy hiệu. Ok, sắp đủ rồi anh em ơi. Mình sẽ mua khoảng độ 7 hộp nữa. Rồi, ai mời vậy? Đủ chưa, đủ chưa, đủ luôn, đủ luôn, đủ luôn anh em ơi. Mở khóa luôn, mở khóa luôn. Trời ơi, anh em thấy chưa? Trang phục quá đẹp luôn anh em ạ. Ui, xịn xò đấy nhỉ. Ok, bây giờ mình sẽ chơi một trận chế độ động lan chiến đi anh em ơi. Đó, cho nó uy tín nha anh em ơi. Đấy, ok, chơi một trận xong là kết thúc clip là hợp lý anh em nhỉ. Nói chung hôm nay mình chỉ muốn review sự kiện cho anh em và review trang phục thẻ bôi da cho anh em thôi. Ok, mình sẽ cầm súng sạc đi. Kết thúc luôn cái game đấu là anh em ạ. Đấy, trời ơi. Anh em thấy bộ trang phục này anh em đánh giá mấy điểm? Mình đánh giá 10 trên 10 luôn anh em. Nhờ mình đang bị nhiệt đau quá anh em ơi. Trời ơi, bị nhiệt đau vãi trưởng anh em ạ. Chắc mai mình phải đi mua thuốc nhiệt đấy chứ, cái này không bình luận video cho anh em xem được mất. Đây rồi. Đây rồi, ui bắn xịt. Ui ui ui, anh định làm gì? Ui đang bắn hết đạn kìa. Trời ơi, công quá luôn. Công ui. Chạy à mày? Chạy à mày? Chạy à mày? Chạy đi đâu? Ok, 1-0 rồi anh em ơi, 1-0 rồi. Úi giời, cái gì đấy? Cái gì đấy? Ai gửi tin nhắn gì vậy trời? Ok ok, 1-0 rồi anh em ơi. 1-0 mình sẽ chốt xem liệu có được 5-0 hay không nhá anh em ơi. Nếu được 5-0 thì quá tuyệt vời rồi anh ạ. Công qua luôn, công qua luôn, công qua luôn, công qua luôn. Thằng này trốn đâu rồi? Thằng này nó gặp mình nó lại chạy rồi kìa. À đây đây đây. Đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Ui. Đây rồi. Đây rồi. Ui hết đạn, hết đạn, hết đạn. Hết đạn à, thằng này định xuống đất keo à. Ui thằng này bắn súng sạc gà quá anh em ơi. Là bắn không trúng mình viên nào anh em ạ. Thì sẽ là 1-0 rồi anh em ơi, tỷ số là 1-0 rồi. Bây giờ mình sẽ quyết định là tiếp tục để mình bắn nha anh em ơi. Bây giờ mình sẽ cầm ấy, thằng cầm AC80 à, với cả Desert Danger à. Thằng này định chơi one shot với mình à. Chơi luôn đi anh em ơi, làm sao phải xoắn anh em nhỉ. Thích thì làm kèo one shot luôn. Ok ok, mình sẽ cầm khẩu DEA nha anh em ơi, cầm DEA đi. Mày qua đây, mày qua đây. Mày qua đây. Mày qua đây. Ok, một viên vào đâu ạ? Thằng này sắp đi rồi. Úi trời ơi, chết ngay. Nó đòi chơi one shot với mình em ơi. Làm gì có tuổi đúng không anh em? Xin một cái tuổi luôn. 3-0 rồi, 3-0 rồi. Nói chung là mình nghĩ là mình sẽ thắng 5-0 trận đấu này anh em ạ. Cho nó nhanh. Ờ để xem quay video. Ok, quay rồi. Phải đấy mà chưa quay video thì anh em không có clip mà xem đâu. Qua đây, mày qua đây. Mày qua đây. Mày qua đây. Làm cái gì? Làm cái gì? Úi giời. Rồi ok. 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 Úi giời ơi, không vào đầu luôn kìa. Ok, nó đang công ở chỗ mình, thằng này liều của anh em. Này, công ra đây mình giỏi. Ui, nó ném xít kìa, nó ném xít, nó ném xít, nó ném xít. Headshot luôn. Đấy, thằng này nó mua súng để nó one shot nhưng mà là bắn one shot khá gà anh em ạ. Này mà đòi solo, trời ơi. Này gặp mình thì mình bắn nó lủm cái đầu rồi. Ok, mình sẽ cầm MB40 để kết thúc luôn trận đấu này nhanh anh em ơi. Không lai dai lây dưa nữa anh em ạ. Đấy, kết thúc luôn. Thằng này nó làm gì có tuổi mà solo với mình luôn anh em. Xin một cái tuổi luôn, xin một cái tuổi luôn. Qua luôn, qua luôn, qua luôn, qua luôn.
Mày qua đây, mày qua đây. Yeah! Ui ôi, tí thì mình chết kìa. Từ từ, cho nó cục xít. Cho nó cục xít chạy. Rồi, chết luôn, chết luôn. Ok anh em ơi, thì clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả đã bỏ ra thời gian để theo dõi clip này nha. Bye bye anh em.